Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhì các vua, chương 1. Sau khi Ahab băng hà, dân Moab phản nghịch cùng Israel. Achasia té ngang qua sông Lầu Mình tại Samari và vì cớ ấy mang bệnh. Người bèn sai sứ giả đi mà dặn rằng: hãy đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn, đặng cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li người Thi-sê-be rằng: hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ rằng: trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn. Bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn Ê-li đi. Các sứ giả trở về cùng Achasia. Người hỏi rằng: vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng: có một người đi lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng: hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va đã phán như vậy: trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn. Bởi cớ đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Vua bèn hỏi họ rằng: người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa: người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: ấy là Ê-li người Thi-sê-be. Vua bèn sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình lên cùng Ê-li. Vả Ê-li đang ngồi trên chót gò. Quan cai nói với người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai 50 lính rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi luôn với 50 lính của ngươi đi. Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Achasia lại sai đến Ê-li một quan cai 50 lính khác đi với 50 lính người. Quan này nói với Ê-li rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Nhưng Ê-li đáp với người rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với 50 lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với 50 lính của người. Achasia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ gối xuống trước mặt Ê-li cầu xin người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tớ ông. Kìa, lửa đã giáng từ trời thiêu nuốt hai quan cai 50 lính trước và 50 lính của họ, nhưng bây giờ xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ê-li rằng: hãy đi xuống với người chớ sợ chi. Vậy Ê-li trỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua. Người nói với vua rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn, há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ quả chết. Vậy Achasia thác theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Ê-li mà phán ra. Joram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Joram con trai Josaphat vua Giu-đa, bởi vì Achasia không có con trai. Các công việc khác của Achasia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Chương 2. Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc,
Eli và Elise ở Gilgal đi ra. Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên." Elise thưa với người rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy, hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Elise rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho." Elise lại thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy, hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với người rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh." Elise thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-đanh. Còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình cuốn lại đập trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi." Elise thưa rằng: "Nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần." Eli nói với người rằng: "Ngươi cầu xin một sự khó. Song, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được." Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng: "Cha tôi ơi! Cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel." Đoạn, Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình, xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu?" Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Khi các môn đồ có những tiên tri ở Jericho đối ngang Giô-đanh thấy Elise thì nói rằng: "Thần Eli đổ trên Elise." Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người và nói với người rằng: "Tại đây, giữa các tôi tớ thầy có 50 người mạnh dạn, hãy cho phép họ đi tìm chủ thầy. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người đi ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng?" Elise đáp: "Chớ sai họ đi." Nhưng chúng nài ép người đến đổi người xấu hổ, bèn nói rằng: "Hãy sai họ đi đi." Chúng liền sai 50 người đi tìm Eli trong 3 ngày mà tìm chẳng đặng. Chúng trở về, Elise vẫn ở tại Jericho. Người bèn nói với họ rằng: "Ta há chẳng bảo các ngươi chớ có đi sao?" Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng: "Chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai." Người đáp: "Hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong."
chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa. Vậy, theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. Từ đó, Elise đi lên Bê-tên. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo báng người mà rằng: Ớ lão trọc hãy lên, ớ lão trọc hãy lên. Người xây lại, ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó, Elise đi đến núi Cạc Mên, đoạn từ nơi ấy, người trở về Samari. Chương 3. Joram, con trai Ahab, lấy ngôi làm vua Israel tại Samari, năm thứ 18 đời vua Josaphat vua Juda, và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người, bởi vì người có trừ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha người đã dựng lên. Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức là tội đã gây cho Israel can phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi. Vả Mesha, vua dân Moab, nuôi nhiều bầy chiên. Hằng năm, người tiến cống cho vua Israel 100.000 chiên con và 100.000 chiên đực chưa hớt lông. Nhưng xảy ra khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Bây giờ vua Joram đi ra khỏi Samari kiểm điểm cả Israel. Người sai báo với Josaphat vua Juda rằng: Dân Moab đã phản nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao chiến với Moab chăng? Josaphat đáp rằng: Tôi sẽ đi, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Người lại tiếp: Chúng ta sẽ đi lên đường nào? Joram đáp: Bởi con đường của đồng vắng Edom. Ấy vậy, vua Israel, vua Juda và vua Edom đồng kéo ra, đi vòng 7 ngày đường. Đoạn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo. Vua Israel bèn nói rằng: Than ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Nhưng Josaphat hỏi: Ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng: Ở đây có Elise con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Eli. Josaphat tiếp: Lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người. Vậy vua Israel, Josaphat và vua Edom bèn đi đến người. Elise nói với vua Israel rằng: Vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng: Chẳng vậy đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Mô-áp. Elise bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt ngài mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Josaphat vua Juda thì tôi chẳng xem vua ra sao và cũng không thấy đến nữa. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đờn. Trong lúc người ấy khải đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong chủng này, vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà chủng này sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá, ngài là sẽ phó luôn dân Mô-áp vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ, đốn những cây tốt, bít mọi suối nước và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ. Vậy buổi sáng, nhằm giờ người ta dâng của lễ chay, thấy nước bởi đường Ê-đôm đến và xứ bèn đầy những nước. Khi dân Mô-áp hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình,
thì nhóm hết thảy những người có thể nai nịt binh khí được trở lên và đứng tại bờ cõi xứ. Ngày sau, dân Moab trỗi dậy thật sớm. Khi mặt trời mọc soi trên nước, dân Moab thấy trước mặt mình nước đỏ như máu thì la lên rằng ấy là máu. Chắc ba vua ấy đã tranh chiến nhau, đánh giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi dân Moab, hãy đi cướp của. Vậy, chúng đi đến trại quân Israel. Nhưng dân Israel trỗi dậy, hãm đánh dân Moab. Chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân Israel. Đoạn, dân Israel loáng vào xứ hãm đánh Moab. Họ phá hủy các thành. Ai nấy lấy đá liện vào lấp các đồng ruộng màu mỡ, bít các nguồn nước và đốn những cây tốt. Tại Kiệt Hareset chỉ còn lại những vách thành. Những quân ném đá cũng vây xông phá các vách đó nữa. Vua Moab thấy mình không thể chống nổi, bèn đem theo mình 700 người cầm gươm toàn xông đến nơi vua Edom, nhưng không thế nào được. Người bèn bắt thái tử là kẻ phải kế vị mình, dâng làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Israel, thì họ lìa khỏi vua Moab và trở về xứ mình. Thi Thiên 118. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi. Nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Các nước đã vây tôi, tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã vây tôi, phải đã vây tôi, tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Họ vây tôi khác nào đoàn ong, họ bị tắt như ngọn lửa gai. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Ngươi có xô ta mạnh, đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta, Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể, tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên, tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. Hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Sách Mi-chê, chương 1. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha và Ê-sê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Hỡi hết thảy các dân hãy nghe, hỡi đất và mọi vật chứa trên đất hãy lắng tai. Nguyền xin Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi. Vì này,
Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các trũng sẽ chia xé như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp và vì cớ tội lỗi của nhà Israel. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng phải là Samari sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là Jerusalem sao? Vậy nên, ta sẽ khiến Samari nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho, và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng và những nền ra trần trụi. Hết thảy tượng chạm nó sẽ bị đập bể, hết thảy của hối lộ nó sẽ đốt trong lửa. Ta sẽ làm cho hết thảy thần tượng nó nên hoang vu, vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của nghề điếm đỉ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đỉ. Vậy nên, ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng và rên siết như chim đà, vì vết thương của nó không thể chữa được. Nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Jerusalem. Chớ rao tai nạn này ra trong gác, chớ khóc lóc chi hết. Tại Bết-lê-áp-ra, ta lăn lóc trong bụi đất. Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy ở trần truồng, chịu xấu hổ mà qua đi. Dân cư Sa-a-nan không bước ra. Người Bết-hê-sen khóc than, làm cho các ngươi mất chỗ đứng chân. Dân cư Ma-rốt lo lắng mà trông đợi phước lành, bởi tai vạ từ Đức Giê-hô-va sai xuống đã tới cửa Jerusalem. Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Ấy chính ngươi đã bắt đầu cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Israel thấy trong ngươi. Vậy nên, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Mô-rê-sết gác. Các nhà của Ạc-xíp sẽ lừa dối các vua Israel. Hỡi dân cư Ma-rê-sa, ta sẽ đem một kẻ hưởng nghiệp ngươi đến cho ngươi. Sự vinh hiển của Israel sẽ đến Adulam. Ngươi khá làm sói đầu, cạo tóc, vì cớ con cái ưa thích của ngươi. Phải, hãy làm cho ngươi sói như chim ưng, vì chúng nó hết thảy đều bị bắt làm phu tù khỏi ngươi. Chương 2. Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình và làm ra vừa lúc sáng ngày, vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay. Chúng nó tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp họ nữa. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta toan tính nghịch cùng họ hàng này một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ, và các ngươi sẽ không ngước đầu lên mà đi, vì ấy là kỳ hoạn nạn. Trong ngày đó, người ta sẽ lặp lại một câu thí dụ về các ngươi, sẽ hát một bài ca thương sầu thảm mà nói rằng: Chúng ta bị hủy diệt cả rồi. Ngài dời sản nghiệp của dân ta, khiến cho lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ loạn nghịch. Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va, ngươi sẽ không có một người nào đặng bắt thăm dăn dây. Chúng nó nói tiên tri rằng: Các ngươi đừng nói tiên tri. Chúng nó sẽ không nói tiên tri cùng các người này. Sự sỉ nhục sẽ chẳng cất khỏi. Hỡi nhà Gia-cốp, há phải rằng thần của Đức Giê-hô-va là kém suốt sao? Đó há phải là việc Ngài làm sao? Nhưng lời của ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao? Song mới đây, dân ta dấy lên như kẻ thù. Những kẻ đi qua cách yên ổn, chẳng ưa chiến đấu, thì các ngươi bóc lột áo ngoài của họ, chỉ để lại áo trong. Các ngươi đuổi những đàn bà của dân ta khỏi nhà vui vẻ chúng nó, và cất sự vinh hiển ta khỏi con trẻ nó đời đời. Các ngươi hãy đứng dậy đi đi, vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, vì cớ sự ô uế làm bại hoại, tức là sự bại hoại nặng lắm. Nếu có người theo sự hư không và nói dối mà rằng: Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, ấy sẽ là đấng tiên tri của dân này.
Hỡi Gia-cốp, ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại. Ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Israel và đặt nó chung cả như những con chiên của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chúng nó. Đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người. Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra. Vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.